Sáng nay, Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng với tập thể thầy và trò Trường Cao đẳng Y tế đã nghe Ban giám hiệu nhà trường đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng thời nghe diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường qua các thời kỳ. Trong năm học 2023-2024 vừa qua, tập thể thầy và trò Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương đã không ngừng tích cực đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học, đồng thời thực hiện tốt việc đào tạo thực hành tại các cơ sở y tế, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đào tạo sát với thực tiễn ngành nghề. Song song đó, nhà trường cũng triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với các trường và các tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo nhằm giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, mở thêm cơ hội việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trong năm học mới 2024-2025, nhà trường mở thêm ngành mới là y sĩ cao đẳng, nâng tổng số học sinh sinh viên trên 750 em theo học các ngành dược, điều dưỡng, hậu sinh, y sĩ. Tại buổi lễ, nhà trường đã trao tặng 25 suất học bổng mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh sinh viên vượt khó học tốt, tạo điều kiện để các em có thêm động lực phấn đấu, học tập tốt hơn.